đa số dân bây giờ đó, ta hỏi cái câu hỏi là có thấy là đồng ý với Tổng thống Trump trong cái cách ông đối phó, trong cách ông giải quyết cái vụ đại dịch này không, thì có tới 60 61% cỡ đó, 60 61% là vẫn khen ngợi cho họ, mặc dù dĩ nhiên có những cái nỗ lực là đang chỉ trích nhiều. Tất nhiên là phía truyền thông tin tả vốn lúc nào cũng đã thù hằn Tổng thống Trump từ ngày ông ta lên, và phía Đảng Dân Chủ đứng sau, cho nên là vẫn chỉ trích, nhưng mà rõ ràng là ông ta vẫn được một số khá đông còn ủng hộ. Cho nên là chỉ có từ nay tới cái ngày tháng 11 này, cái deadline đó, để coi là nó có xảy ra cái gì không. Còn nếu mà không thì Tổng thống Trump vẫn được sự ủng hộ của đám đông, chỉ trừ khi nào có những biến cố nó tệ hại quá thì thực sự cái điều đó nó có thể bất lợi cho phía Đảng Cộng Hòa cũng như của Tổng thống Trump, thưa quý vị. Và theo những cái nguồn tin mà Nam Yến nhận được đó thì vào ngày hôm qua, khi mà Tổng thống Donald Trump từ cái lúc mà có cái vụ bùng phát của cái con virus Trung Quốc này đó, thì hầu như mỗi ngày Tổng thống Donald Trump đều có họp báo ngay tại tòa Đúng Bạch rồi. Ốc. Thì vào ngày hôm qua cũng như thường lệ, ông có một cái cuộc họp báo tại tòa Bạch Ốc, thì Nam Yến không có coi cái cuộc họp báo đó, nhưng mà sau đó thì có những cái nguồn tin nhận thấy đó là có rất là nhiều những cái đài truyền hình Mỹ đã đưa tin, đưa truyền tin trực tiếp cái buổi họp báo của Tổng thống Trump, nhưng mà vào giữa chừng thì đã có rất là nhiều, hầu hết tất cả những cái truyền thông của Hoa Kỳ họ đã cắt, không Cắt. có cho trực tiếp cái buổi họp báo của Tổng thống Trump nữa. Tại vì họ nói là thường thường khi mà những cái buổi họp báo này thì đưa ra những cái nguồn tin để mà động viên, nhưng mà Tổng thống Trump có thể vào ngày hôm qua đã đưa ra cái nguồn tin có thể giống như anh Trọng nói, là ông hy vọng là sẽ mở cửa trở lại, tất cả Đúng mọi người rồi. đi làm bình thường lại, và cái nền kinh tế mở cửa trở lại bắt đầu từ trước ngày Easter, vào ngày khoảng ngày 11 tây tháng 4 là cái Đúng ngày mà rồi. Tổng thống Trump muốn mở lại tất cả mọi thứ như bình thường. Và ông cũng có nói là chỉ những người nào mà có nguy cơ cao, ví dụ như những người lớn tuổi, những người có bệnh lý nền, những ví dụ những phụ nữ mang thai chẳng hạn, thì là những người có nguy cơ cao có thể gây nguy hiểm khi mà bị nhiễm cái con coronavirus này, thì những người đó vẫn nên ở nhà. Tuy nhiên, cái lực lượng mà nòng cốt để mà làm việc và giúp cho cái nền kinh tế là những người trẻ và khỏe mạnh, phải không anh Đúng Trọng? rồi, Thì những thì người đó không có lý do gì mà cầm chân họ và đóng cửa cái nền kinh tế quá đúng lâu rồi. như vậy. Thì khi mà Tổng thống Donald Trump nói như vậy thì đương nhiên giống như anh Trọng nói, lúc nào truyền thông cánh tả và hữu cũng Đúng rồi, tìm những cái cách tấn để mà công. chỉ tích tấn công rồi chỉ trích Tổng thống Donald Trump trong cái vấn đề mà ông giải quyết. Từ vì hiện tại bây giờ Tổng thống Donald Trump phải nói là đang rất nhức đầu, Đúng rồi. và phải nói là ngài đang rất là vững tinh thần, tại vì đứng trước một cái thế khó khăn như vậy, tiến thoái lưỡng nan, bây giờ không biết là phải làm như thế nào để mà có thể vừa bảo vệ người dân Hoa Kỳ được hoàn toàn an toàn trong cái vụ đại dịch này, và vừa phải đảm bảo là cái nền kinh tế của Hoa Kỳ nó vẫn phát triển, không có bị trì trệ, hoặc là chúng ta không có bị rơi vào cái cuộc khủng hoảng giống như là năm 2008. Và đã có rất là nhiều những cái người chuyên gia về kinh tế họ đã nói có thể cái cuộc khủng hoảng này nếu như không giải quyết kịp thời nó sẽ còn tồi tệ hơn cả cái cuộc khủng hoảng xảy ra năm 2008 nữa. Và đương nhiên cái điều đó là cái điều không ai muốn, và đương nhiên Tổng thống Trump là cái người đứng đầu của Hoa Kỳ, chắc chắn là ông cũng sẽ không muốn cái điều đó xảy ra. Thì tối ngày hôm qua và khuya ngày hôm qua, cả Thượng viện và Hạ viện đã đưa đồng ý Đồng ý. với một cái gói viện trợ trị giá là 2 tỷ Mỹ Kim. Và có thể nói đây là cái gói viện trợ lớn nhất từ trước tới giờ trong lịch sử của Hoa Kỳ. Thì đã được đồng ý vào ngày khuya ngày hôm qua tại Thượng viện và Hạ viện, và ngày hôm nay thì có thể là bên Thượng viện sẽ bắt đầu đưa ra bỏ phiếu, và trong vòng 1-2 ngày tới thì bên Hạ viện cũng sẽ đưa ra bỏ phiếu. Thì cái con số mà họ đã đồng ý với nhau, ngoài những cái trợ giúp cho những cái hãng xưởng, những cái công ty nhỏ để mà giúp cho cái nền kinh tế, thì mỗi một người đi làm, người lớn sẽ nhận được một cái check là 1.200 Mỹ Kim cho độc thân, và hai vợ chồng thì là 2.400 Mỹ Kim, và mỗi em bé dưới 17 tuổi sẽ được nhận là 500 Mỹ Kim. Thì cái con số này nó sẽ được gửi dựa theo cái bảng khai thuế của quý vị năm 2019. Nếu những quý vị nào 2019 mà chưa kịp khai thuế, tại vì quý vị nhớ không, là cái thời gian deadline đã được extend, đã được dời lại vào ngày 15 tây tháng 7, thì nếu mà những người nào mà chưa khai thuế cho năm 2019 thì họ sẽ dựa vào những cái thông tin của năm 2018 mà quý vị khai thuế để mà gửi những cái check này ra. Và những cái check này có thể là deposit trực tiếp vô trong nhà băng của quý vị nếu mà quý vị cung cấp cái thông tin nhà băng của mình cho sở thuế khi mà quý vị khai thuế, còn nếu không thì họ sẽ gửi check về.
Và có một cái nữa là họ có nói là khi mà quý vị khai thuế năm 2020, những ai mà độc thân làm từ 75.000 trở lên cho tới 99.000 và những cặp vợ chồng làm từ 150.000 trở lên cho tới 200.000 thì sẽ phải trả lại một phần hoặc là hoàn toàn cái số tiền này. Tại vì cái này giống như là những người mà làm quá nhiều tiền cao, họ chỉ cho mượn thôi. Đúng rồi. Nhưng mà cái này là họ nói là adjusted gross income, có nghĩa là sau khi mà mình khấu trừ tất cả những cái khoản khấu trừ đó thì mình phải trả lại tiền. Thì đây again cũng chỉ mới là dự thảo, tuy nhiên đã được sự ủng hộ của lưỡng đảng, thì chắc chắn là trong một vài ngày tới thì theo như cái sự formal là mình là họ phải bầu, nhưng mà có thể là sẽ thông qua một cách rất là dễ dàng và sau đó sẽ được Tổng thống Donald Trump ký. Tuy nhiên họ nói là sẽ cố gắng gửi những cái check này ra càng sớm càng tốt, nhưng mà có nhiều những cái chuyên gia đó, anh Trọng biết không, họ nói là có thể là phải tới tháng 5 thì những người dân mới có thể nhận được những cái check này, tại vì còn có khá nhiều những cái thủ tục cần phải làm ở trên quốc hội cũng như là từ sở thuế, họ phải mất rất là nhiều thời gian để mà họ gửi những cái check này ra. Thì cũng là một cái niềm hy vọng, anh Trọng thấy không? Và cũng nhờ cái gói viện trợ này mà hình như stock nó đang lên. Đúng rồi. Lên từ từ. Và cái lời trấn an của Tổng thống, nếu mặc dù chưa chắc đã hình thành, nhưng mà khi Tổng thống giống như người ta đang lo âu, đang có cái tâm trạng bất an, vì khi Tổng thống nói là chúng tôi hy vọng là sẽ các công xưởng sẽ mở cửa lại, các công nhân sẽ đi làm lại vào cái dịp vài tuần nữa đi, thì tất nhiên họ cũng có một cái liều thuốc, họ cảm thấy an tâm. Cho nên rõ ràng là cái thị trường chứng khoán nó có lên. Và cái gói kích cầu này đó gọi là stimulus deal, quý vị biết là bên dân chủ cũng là hôm qua nay ống èo rồi làm khó dễ, chúng ta hiểu là vào phút chót gần đêm mới là chịu đồng ý, thì vì mình cũng hiểu là hôm đó cũng là cái thủ thuật chính trị đó, đúng cũng là những cái chiến thuật, và chắc chắn bên trong phải có một cái sự sắp xếp khác nữa. Tuy nhiên chúng ta đọc tin và chúng ta chỉ hiểu tóm tắt như vậy, nhưng mà trong đây chắc chắn có những điều riêng, là bây giờ muốn như vậy thì ông Trump chắc chắn phải có những điều nhượng bộ cái bên Đảng Dân Chủ, mặc dù là hai bên rất là đối đầu, nhưng mà cũng có những cái vì tình hình chung này, cho nên là họ có những cái gì đó, mà dĩ nhiên những cái đó thì họ không cho mình biết đâu, còn mình chỉ biết những cái tin mà chung chung thôi. Quý vị hiểu là khi tin họ tung ra là có phần nào đó, và những cái điều bí mật không bao giờ chúng ta biết được đâu, thời nào cũng vậy, thưa quý vị, nhưng mà ít ra là có cái số tiền này. Thì hồi nãy đúng đó là nói chúng ta dựa theo cái là adjusted gross income, đúng không? Tức là cái gross income quý vị sau khi trừ các khoản khấu trừ, deduction này kia, exemption, quý vị cũng khai thuế nào khai thuế thì biết đó, thì dựa trên cái đó. Nhưng mà có cái câu hỏi là nhiều người hỏi là đối với những người như vậy, là với những người còn đi làm, còn những người đã về hưu đang lãnh cái tiền trợ cấp thử mỗi tháng thì không biết mấy người đó có nằm trong này không? Tại chúng tôi biết là cái số cũng khá đông, thì tôi có một số bạn cứ hỏi cái câu đó là không biết rõ, cho nên dĩ nhiên là cái nguyên tắc là chúng ta biết là như vậy, nhưng chắc chắn vào chi tiết nó sẽ còn nhiều cái rắc rối, và vấn đề gửi cũng vậy nữa, sẽ có những nơi may mắn thì có thể gửi sớm hơn, có những nơi sẽ phải trì trễ, và họ nói lúc đó chúng ta phải gọi phone. Tại vì thời gian này là không có in person nữa rồi, vì có thể virus không có ai gặp, và họ rút kinh nghiệm là cái năm của Tổng thống Obama 2010 đó, cũng có một cái khủng hoảng đó, thì cũng cái kiểu mà cũng có những cái gói mà để giúp trợ cấp y tế, thì họ nói lúc đó một ngày có thể lên cả nửa triệu cái phone, tức là lúc đó người ta gọi và người ta hỏi cái gì phân đó, là vì cái đụng đến đồng tiền mà quý vị, đồng tiền là khúc ruột mà mình hay nói đó, thì họ sẽ đụng chạm quyền lợi, họ sẽ gọi hoài, họ sẽ kiên trì gọi tại sao check tôi chưa về đại khái vậy, thì họ nói là cho nên cái sở thuế cũng phải expect một cái số lượng gọi rất lớn, những người cầm lên, những người thắc mắc và đủ mọi vấn đề chung quanh cái đó, thưa quý vị, người ta phải nhìn thấy trước như vậy. Dạ vâng. Và với cái gói viện trợ này đó, thì trước đây đó, khi mà ở bên Thượng viện cũng như là Tổng thống Donald Trump đưa ra cái gói viện trợ đó, thì không có những cái điều khoản này, nhưng mà khi mà họ đưa ra để mà họ bàn thảo giữa bên Thượng viện với Hạ viện đó, thì có một cái chi tiết là những cái kinh doanh nào mà liên quan đến Tổng thống Donald Trump hoặc là của người nhà của Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống, cũng như là những người mà đứng đầu của bên những cái bộ hoặc là những cái thành viên của bên quốc hội đó, thì sẽ không được nhận cái gói viện trợ này. Và cái điều đó em thấy nó cũng không có fair. Em thấy không có fair là tại vì cho là những người đó nó giàu quá giàu quá rồi hay không, tự vì rõ ràng là
cái sự kinh doanh của Tổng thống Donald Trump cũng đang bị rất là ảnh hưởng, cũng bị ảnh hưởng do cái coronavirus này, mà chính ông không phải là cái người tạo ra, hoặc là ông không phải là vì cái coronavirus này mà vì ông là Tổng thống mà ông và cái nền kinh tế của ông hoặc là những cái kinh doanh trong gia đình của ông nó không bị ảnh hưởng, ngay cả những cái sự kinh doanh mà Trump Tower ở bên Las Vegas cũng bị ảnh hưởng, tại vì phải shut down, không có còn du lịch nữa, hoặc là nhiều những cái kinh doanh khác của ông cũng bị trì trệ, nhưng mà ông sẽ không được, hoặc là gia đình của ông, chính những người gia đình của ông và những người bà con của ông luôn cũng không được nhận cái gói viện trợ này. Về phía mà riêng ở bên thống đốc của tiểu bang New York là ông Andrew Cuomo thì ông có hơi complain về cái gói viện trợ này, tại vì ông nói là cái gói viện trợ này nó không có fair cho bên tiểu bang New York, và nó ông dùng cái từ là terrible for his state. Tại vì cái gói viện trợ này đó, nó chỉ có thể chi khoảng 3,8 tỷ Mỹ Kim. Nhưng mà cái số tiền mà tiểu bang của ông phải đưa ra, tại vì New York là cái nơi có số ca nhiễm cao nhất. Đúng tính rồi. Tới hiện tại bây giờ trên Hoa Kỳ là hơn 10.000 trường hợp đã nhiễm coronavirus trên ở New York đó. Thì ông nói là ông đã phải chi trả rất là nhiều cái số tiền, và phải nói từ đây cho tới khi mà hết dịch, có thể tiểu bang của ông phải chi ra khoảng 17 tỷ Mỹ Kim. Nhưng mà cái gói viện trợ này nó chỉ giúp khoảng 3,8 tỷ Mỹ Kim, thì nó giống như là một cái drop in the bucket, như là một cái giọt nước nó bỏ vô trong biển cả vậy đó. Không có thấm vào đâu được hết. Thì ông cũng có vẻ là đang complain về cái vấn đề này. Và không biết là sẽ giải quyết như thế nào, tại vì sắp tới đây thì bên Thượng viện và bên Hạ viện họ sẽ còn phải bầu chọn lại, và đương nhiên sẽ còn có nhiều những cái chi tiết nhỏ nhỏ khác mà họ cần phải bàn thảo trước khi cái gói viện trợ này nó trở thành luật và nó được áp dụng cho tất cả mọi người trên toàn Hoa Kỳ. Thì chúng ta hãy chờ xem là còn có những gì thay đổi nữa hay không.